Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Thì sau 21 ngày chúng ta chinh chiến ở server Speed, thì bây giờ mình cũng đã chuyển được nhân vật của mình về với server chính hay còn gọi là server main. Thì mình không biết là cả các anh em khi chuyển về thì có gặp phải những cái vấn đề khó khăn nào trong quá trình chuyển và anh em đã chuyển về được hết hay chưa. Nếu như có thì anh em hãy để lại comment để phía bên dưới video này thì mình có thể giúp đỡ và hỗ trợ anh em. Còn nếu như anh em muốn hỗ trợ một cách nhanh nhất thì hãy tham gia group của Việt Nam và đặt câu hỏi vào đó nha anh em. Rồi, quay trở lại vấn đề chính của video ngày hôm nay. Thì như tiêu đề của video thì anh em cũng đã nắm được nội dung của video này. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp anh em. Chúng ta sẽ nâng cấp từ sư tử lên hồ ly hay còn gọi là cáo chín đuôi như con nhân vật Đông Lào của mình đang cười. Đó, như anh em đã thấy. Và vẻ đẹp của nhân vật này thì miễn chê anh em ạ. Cả chín đuôi thì khá là đẹp ấy. Dù rằng nó chạy nó hơi đu một tí nha anh em. Trong quá trình di chuyển thì nó khá là đu ấy, nhưng mà đứng một chỗ thì khá là đẹp đấy anh em. Đấy. Và như anh em đã biết thì từ server main thì mình cũng đã góp làm được 5 con sư tử. Đây, anh em thấy này, để mình thu nhỏ cái này qua đây anh em dễ thấy nha anh em. Để bên này thì hơi khó nhìn đấy. À, anh em có thể thấy mình có một con sư tử cộng 15 ộp dev level. Đó, con thứ hai cũng là ộp dev 11. À, hai con ộp dev 11 cộng 15 hết nha anh em. Con thứ ba sẽ là con sư tử cộng 15 nhưng ộp là ộp attack dam theo level. Con thứ tư thì sẽ là con hai ộp nha em. Mình có hai con hai ộp cộng 15 là ộp này sẽ là 11 dev theo level, 11 dev và dev theo level. Và con cuối cùng là hai ộp. Đó, nhưng mà chỉ là hai ộp dam dev của thuộc tính thôi nha anh em. Đấy. Và để nâng cấp được 5 con sư tử này lên 15 thì mình cũng đã chuẩn bị là 5 cái phôi để có thể 5 cái viên ngọc có thể nâng cấp lên holy nha anh em. Đó. Và chúng ta sẽ cần chuẩn bị làm 5 con thì tương ứng với đó là 100 B, 100 sụt. Đó. Và 10 tao 10 crate nha anh em. Đó là nguyên liệu chúng ta cần thiết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nâng cấp để xem ngày hôm nay với 5 con sư tử cộng 15 thì chúng ta sẽ nhận được những con holy như thế nào nhé anh em. Chắc chắn là chúng ta sẽ nhắm được anh em ạ. Bởi vì sư tử mà đã lên 15 rồi thì 100% tỷ lệ thành công nhé anh em. Rồi. Chúng ta sẽ cùng mở chút nhạc sổ sổ nhé anh em. Được vào đó thì chúng ta có thể chụp một số bức hình ấy. Chúng ta chụp một số bức hình. Đấy, mình chụp một số bức hình nhé anh em. Đây, chúng ta cùng chụp một số bức hình để lưu trữ những kỷ niệm về sư tử này. Đứng đâu cho đẹp anh em ạ, đây nha em. Ok. Rồi, chúng ta chụp hai bức. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển thảo sư tử xuống để chúng ta có thể nâng cấp được. Rồi, đây là con holy của mình. Hiện tại thì mình có con holy cộng 13. Đây là mình đang làm phôi nha em. Cộng 13 để mình chờ đợi season 18.2 ra mắt. Thì mình có thể nâng cấp lên con pet UR là con pet gấu hươu. Đấy. Con gấu lai con hươu nha mà là một pet mới thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn phôi ngay từ bây giờ rồi nha. Rồi, trước khi bắt đầu thì mình sẽ mở một chút nhạc sổ sổ nhé. Lên nhạc đó, chúng ta cùng lên nhạc nào. Rồi, và để nâng cấp được từ sư tử lên holy thì chúng ta vẫn phải chọn vào nhân vật trainer nhé nhé. Rồi, chúng ta chọn vào mục upgrade guardian. Đây, ở đây. Rồi, mình sẽ nâng cấp con đầu tiên nha anh em. Đấy, đầy đủ nguyên liệu luôn anh em, 5 con này, 5 cái nguyên liệu này. Một con sẽ tổn là 20B, 20 sụt, một chao và một crate. Đấy, nguyên liệu này thì chúng ta sẽ phải mua với giá 600 caruk nha anh em. Khá là đắt đấy nha. Và phần thử nhận được thì chúng ta sẽ có holy, nhưng mà quan trọng là holy bao nhiêu ộp. Rồi, chúng ta cũng bắt đầu với con đầu tiên anh em. 3 2 1 lên. Đây nhé em. Lên trên đây này. Đây. Chúng ta sẽ cùng xem con đầu tiên là gì. Oh! Yes! Hàng thực phẩm anh em ơi. Đẹp level và đam theo level. Từ một ộp nhé em. Từ con ngựa một ộp này. Sao mình úp lên con sư tử một ộp này. Đấy, giờ mình lên luôn cả con holy hai ộp.
mà là hai hộp đám đẹp level đi anh em. Cực phẩm anh em ơi. Okay, để mình bỏ cái này lên này. Đấy. Đấy, con đầu tiên đi anh em, con đầu tiên là được như thế rồi. Rồi, chúng ta cùng tiếp tục con thứ hai nào. Update Guardian, ngon ngon anh em ạ, con đầu tiên ngon quá là trời ngon luôn. Đúng là nhạc sổ sổ có khác anh em. 3 2 1 lên. Đó, lên rồi nha anh em, lên rồi nha anh em, lên góc trên này này anh em. Đây, lên góc trên này này. Rồi, chúng ta sẽ nhận được gì đây? Con đầu tiên một hộp lên hai hộp. Con này. Ồ! Một hộp đam. Ngon anh em ạ. Ngon chứ không phải dở đâu anh em. Từ một hộp 11, một hộp thuộc tính phòng thủ, tao phòng thủ thuộc tính lên được một thắng đam theo level. Ngon anh em ơi. Ngon. Tiếp tục nha anh em. Ta cùng tiếp tục nào. Video này thì sẽ là rất là nhanh thôi anh em ạ. Anh em thấy video hay thì ủng hộ cho mình một like cũng như một lượt đăng ký kênh nhé. Để cùng ngóng chơi những video tiếp theo của mình. Đấy. Con sư tử của mình thứ ba là con attack đam theo level, là tăng đam theo level nhé nhé. Và bây giờ nó tăng được 6,7 điểm đam với mỗi level 20. Đấy. Rồi thử xem nó sẽ lên con holy cáo chỉ đuôi của mình bao nhiêu ốp đây. 1 2 3 Nào. Bao nhiêu hộp đây? Ồ. Một hộp đam level giờ nó chuyển thành hộp đẹp level anh em ạ. Cái này thì xem như là không lời cũng không lỗ nhé. Hộp này là không lời không lỗ. Vì nó xem như là nó giữ nguyên hộp đấy nhé. Thật ra là hộp đẹp thì nó thiên về là đi trên cho những cái con nhân vật thấp ở trong mức cao hơn. Nên chúng ta vẫn chuồng hộp đam hơn đi nhé. Rồi, chúng ta đã ép được 3 con này, đó, 1 con 2 ốp và 2 con 1 ốp. Rồi, giờ con 2 ốp, 2 con 2 ốp của chúng ta nó sẽ ra 2 option gì đây. Mình chỉ hy vọng là nó giữ được ốp thôi nhé mà. Rồi, con 2 ốp VIP của mình này. Con này thực sự nếu như mà mình không lên mà mình giữ lại mình sai á, là vẫn rất là ngon nha anh em. Nó không thua gì cái con... Nó không thua quá nhiều so với cái con mà hồ ly như này đâu nhé. Không thua quá nhiều đâu, thực sự là không thua quá nhiều đâu. Nó chỉ thua cái dòng đám thôi. Còn hai hộp đẹp này thì quá tuyệt vời. Rồi, chúng ta sẽ cùng ép. Nào, nhạc sổ sổ nào. Hãy cứu vớt cuộc đời anh. Qua 6 giờ chỉ biết ai giàu hơn ai. 3 2 1 Tinh. Gì đây, hộp gì đây? Lấy hết hộp này nhé. Đây này, con của mình là ở trên này nhé. Này con đầu tiên mình úp này. Con này hai ốp, nhưng mà một ốp á tăng phòng thủ thuộc tính và một ốp tăng phòng thủ theo level. Bây giờ nó đang gì đây? Ba ốp. Nó thật một ốp anh em ạ. Này cũng được, nhưng mà thay vì nó thay một ốp đam thuộc tính thôi nha, một ốp đam thuộc tính bằng một ốp đẹp theo level thôi là cũng đã có tiền rồi. Tiếc quá anh em ơi. Rồi, nhưng mà lời nhé, hai hộp mà lên ba hộp là nó là lời rồi. Con này hình như có giá trên thị trường là 110k đấy nhé. 110k quý con thì tương ứng với tầm cho 30k quý con 1m thì 110k thì tương ứng với gần 4m đấy anh em ạ. Gần 4m một con đấy. Đắt đấy anh em ạ. Tiếp. 4m là 4 triệu nhé anh em. 4 triệu đấy. Tiếp nào, con cuối cùng nào. Đây, con này cũng hai hộp luôn nhé. Con này là 11 đẹp và 11 đam. Đấy. Đây, con gì đây? Con cuối cùng của cuộc đời. Câu thần chú, chưa qua 6 giờ chưa biết ai giàu hơn ai của sổ số. 5 4 3 2 1 Tinh. Gì đây lấy đấy. Con này con hồi nãy mình vừa úp đấy nhé. Đó, mình lấy hên đấy nhé. Xem nào. Hai hộp thì nó trả được anh em ạ.
Hôm nay cũng được, hai hôm nay cũng được. Tính ra đây mình sẽ xếp theo thứ tự nhé. Ngon nhất vẫn là con này nhé. Con đến con này. Hai con này gần gần như tương tự nhau đấy nhé. Con đến con này, xong rồi đến con này, xong rồi con này. Đấy. Tính ra chúng ta nâng cấp gì nào? Chúng ta nâng cấp từ sư tử lên cáo chín đuôi đúng không? Thì con này từ một ộp mà nó nhảy lên một ộp đẹp element mà nó nhảy một phát lên 8 đẹp level như này là cũng ok rồi đấy anh em. Ok rồi đấy. Thậm chí cái con phôi này của mình còn một ộp đẹp element này. Ộp này là ộp quá cùi nhất của server này anh em. Một con như này thì nếu như mà cộng không mà nó chỉ có tầm 35k quý con thôi. Có mấy trăm nghìn tiền Việt thôi nhé. Nhưng mà cộng 13 là nó giá phải giá khác rồi anh em. Rồi tiếp theo là con ba ộp này. Con ba ộp này cũng được nhưng mà nó lại thiếu mất cái phòng thủ ấy nhé. Mà cái phòng thủ là mình chơi DK cái phòng thủ đẹp level đó, level đó là đẹp theo level thì nó rất là quan trọng đó. Nó thiếu mất cái cột phòng thủ thì hơi tiếc. Thực chất con theo này thì cực kỳ thích hợp. Anh em biết cho con nào không? Cho con SM, con SM ấy nhé, con sụt ấy, DW ấy. Nó không cần quá nhiều là đẹp đâu, nó chỉ cần đam và đam thuộc tính đó. Thêm đẹp element để tránh nhìn hiệu ứng nữa anh em, quá tuyệt vời luôn. Rồi cái này thì cũng có thể là dành cho DW anh em ạ. Rồi đến con hai con này thì chắc là nguyên liệu đi trên hoặc là để cho anh clone láo thôi. Mình thì hai con này thì nó đã thiếu mất một ộp thì không là gì anh em ạ, hoặc là dùng để làm phôi để nâng cấp lên con UR, con bé thứ năm. Rồi như vậy trên đây là video của mình nâng cấp 5 con sư tử còng 15 lên cả chín đuôi thì được một con ba ọp và một con hai ọp. Đấy, nhưng con hai ọp thì có vẻ ngon anh em ạ. Thế anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và nếu trong quá trình mà anh em chuyển về xem và mến á, anh em gặp bất kỳ khó khăn nào thì có thể để lại comment ở phía dưới, và cũng có thể là chia sẻ với mình rằng là anh em đã nâng cấp được lên con cáo chín đuôi bao nhiêu ọp rồi nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.